quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 14 tháng 9 năm 2022 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ phía Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đang chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.